Xin chào, không thấy bạn ở đó. Tại cái màn hình Samsung Galaxy S22 Ultra của tôi quá to. Nếu bạn cũng muốn mua một con S22 Ultra giống tôi, hãy đến ngay Samsung Premium Store Center, một hệ thống cửa hàng bán điện thoại cao cấp nhưng đặt tiền hơi dài vì có tận 2 chữ Sam. Đánh giá thừa Sam trên Trung. Đây là một hệ thống các cửa hàng ủy quyền cao cấp theo tiêu chuẩn Samsung Premium Store toàn cầu, được chính Samsung đầu tư để chuyên kinh doanh các sản phẩm của Samsung với trải nghiệm vượt trội và những ưu đãi cực chất. Tự tin là điện thoại Samsung gì bạn muốn cũng có. Hãy đến ngay một trong những địa điểm này để có trải nghiệm sung sướng từ A đến Z khi mua điện thoại. Muốn hay không thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng phim Hàn đã và đang ngày càng có tiếng nói và sức ảnh hưởng hơn trên bản đồ phim ảnh thế giới. Nhà nhà xem phim Hàn Quốc, người người xem phim Hàn Quốc. Đối với nhiều người, những bộ phim Hàn giờ đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi tuần, thậm chí là mỗi ngày. Hòa chung vào xu hướng của thời đại, The Reviewer hôm nay sẽ tiếp tục làm content phim Hàn. Và chủ đề ngày hôm nay sẽ là top 5 bộ phim tình cảm Hàn Quốc đáng xem nhất đầu năm 2022 mà bạn không thể bỏ lỡ. Mở đầu danh sách, chúng ta đến với bộ phim có nhiều sự xinh đẹp nhất trong cái list này. Snowdrop, hay tên tiếng Việt là Tuyết Yêu Thương của Yang Woo-no. Đúng như cái tên, con phim này cực kỳ đáng yêu, nhẹ nhàng, đầy ắp những phản ứng hóa học, phù hợp với những thiếu nữ đang tuổi xuân thì, đầy mộng mơ, hoặc phụ nữ mang thai và cho con bú. Xứng đáng được coi là bộ phim hài tình cảm hay nhất đầu năm 2022 Thôi đùa đấy. Nếu bạn là một người đã chai sạn với mọi loại sướt mướt buồn bã, thì xin chúc mừng, trải nghiệm xem phim của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với phần lớn những người xem khác. Vậy tại sao phim buồn như này mà tôi vẫn recommend cho anh em xem? Ban đầu tôi cũng không kỳ vọng lắm vào những bộ phim do idol K-pop đóng. Đã thế, bộ phim còn dính phốt xuyên tạc lịch sử không lâu trước đó. Thế nhưng, trong một ngày gần Tết lạnh giá, tôi đã quyết định mò vào một web lậu để xem thử. Để rồi cày xong hết 16 tập phim chỉ trong vòng 2 ngày. Đại loại thì bộ phim lấy bối cảnh chính trị Hàn Quốc trong thập niên 80 của thế kỷ trước. Tôi không giỏi phân tích chính trị lịch sử lắm, đặc biệt là lịch sử nước khác. Điểm đáng quan tâm nhất trong phim theo tôi chính là chuyện tình ngang trái giữa Lim Soo-ho do Jung Hae-in thủ vai và cô nàng Yeom-ro do Ji-soo đảm nhiệm. Chàng thì là điệp viên của Triều Tiên, được cử tới Hàn Quốc để thực hiện một nhiệm vụ bí mật trong một thỏa thuận hợp tác ngầm giữa chính phủ hai nước. Còn nàng thì là một nữ sinh thanh lịch của một trường cấp 3 danh tiếng, con gái rượu của cục trưởng cục an ninh quốc gia. Và rồi cả hai gặp được nhau và rơi vào lưới tình ngay từ giây phút đầu gặp mặt. Chính cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã mở ra một chuỗi bi kịch kéo dài mãi cho đến cuối bộ phim mới chấm dứt. Đó là sơ qua về nội dung phim. Điểm mạnh của phim, như tôi đã nói ở trên, đó là dàn diễn viên vô cùng xinh đẹp. Khoan nãy bàn tới những diễn viên phụ, cặp nam nữ chính thôi đã đủ để cần mọi lời bình luận về nhan sắc rồi. Mặc dù phần lớn thời gian Ji-soo chỉ khóc và để mặt mộc, còn Jung Hae-in thì lúc nào cũng lấm lem vì súng đạn. Thế nhưng, hai nhan sắc này vẫn tỏa sáng tựa những bông tuyết, bất chấp sự khốc liệt của bộ phim. Ưu điểm tiếp theo, đó chính là màu phim đậm chất hoài cổ. Điều này xuất phát từ chính nội dung của phim, được lấy bối cảnh trực tiếp từ Hàn Quốc những năm 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, theo cảm quan cá nhân của tôi, thì màu phim của Snowdrop thậm chí còn đẹp hơn một vài bộ phim khác cũng lấy bối cảnh vào thời gian này, như Reply 1988 hay Tuổi Trẻ Của Tháng Năm. Bên cạnh đó, diễn xuất của các diễn viên cũng là một điểm cộng. Các vai diễn trong phim như thể đã được Donnie đóng giày cho từng người. Và cá nhân xứng đáng được khen nhất chắc chắn phải là Ji-soo. Mặc dù đây mới chỉ là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, đã thế lại còn là một vai diễn cực kỳ nặng đô về mặt cảm xúc. Thế nhưng chị cả của Blackpink vẫn cho thấy khả năng diễn xuất vô cùng ấn tượng. Khóc hay cười thì đều xinh cả. Hay tại tôi sim quá nên thấy Ji-soo diễn cái đéo gì cũng hay nhỉ? Tất nhiên, như mọi bộ phim khác, Snowdrop cũng có những điểm trừ. Trước tiên phải kể đến, đó là sự tiến triển tình cảm hơi vội của đôi nam nữ chính. Ý tôi là nó bị nhanh một cách hơi phi lý. Đành rằng là trong cuộc sống cũng có không ít những mối tình kiểu sét đánh, một phát ăn ngay như này. Nhưng chẳng lẽ chỉ mới 1-2 ngày gặp mặt mà cả hai đã sẵn sàng hy sinh vì nhau, bất chấp mọi nguy hiểm? Cái này hơi gượng ép nên tôi trừ một điểm. Một điểm trừ nho nhỏ nữa, không quá nghiêm trọng, đó là bối cảnh phim làm tôi thấy hơi bí bách. Phải tới 3/4 thời lượng bộ phim là ở trong ký túc xá sinh viên, rất ít ngoại cảnh. Chính vì vậy, ở đoạn giữa phim, khá khán giả sẽ cảm thấy khá ngột ngạt và muốn chuyển ngay sang tập khác. Có thể đó là ý đồ của đạo diễn khi muốn tạo một bầu không khí nặng nề xuyên suốt bộ phim. Nhưng tôi cảm thấy như này hơi nặng nề quá. Anyway, tuy buồn nhưng theo tôi thì phim rất hay và đáng xem. Hãy mở ngay một web xem phim lậu nào đó để tận hưởng nó. Còn nếu bạn không thích xem lậu thì sau đây là một ứng cử viên sáng giá khác được chiếu trên Netflix: Our Beloved Summer hay Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta. Khác hẳn với Snowdrop, Our Beloved Summer là một bộ phim thuần tình cảm, không có drama hay mất mát. Đơn giản chỉ là một bộ phim xem để ăn cơm chó là chính. Tuy nhiên, không phải vì thế mà nó nhạt nhẽo hay vô vị. Còn nếu bạn thấy nhạt thì test con mẹ nó Covid đi. Có khi hai vạch con mẹ nó rồi. Bộ phim xoay quanh hai nhân vật có cá tính trái ngược nhau, đúng theo mô típ thường thấy của phim Hàn. Nữ chính học giỏi,
nam chính Ngọc Ngu, hai người ghét nhau, song yêu từ lúc nào không biết. Tuy vậy, cách khai thác mạch phim của Our Beloved Summer lại không hề đi theo lối mòn của những phim tương tự. Thay vào đó, phim chọn cách kể chuyện so le giữa hai dòng thời gian, quá khứ và hiện tại. Mỗi tập phim như một thước phim tài liệu do chính nhân vật kể lại. Điều đó khiến những người xem như tôi cứ thế hòa vào làm một với tâm trạng và cảm xúc của nhân vật. Tuy mạch phim hơi chậm, nhưng nếu đã lỡ cuốn vào mạch phim rồi thì cứ phải gọi là cuốn như gà không lối thoát. Ngay từ khi công bố dàn diễn viên, phim đã thu hút rất nhiều sự chú ý với màn tái hợp của ngôi sao mới nổi Kim Dami và nam tài tử Oscar Choi Woo-sik, hai người từng hợp tác vô cùng ăn ý với nhau trong bộ phim The Witch, Sát thủ nhân tạo. Đúng như kỳ vọng, cả hai đã phục vụ khán giả những bát cơm chó ngon nhất và ấm áp nhất trong mùa đông lạnh giá này. Chưa hết, một lý do nữa khiến tôi mê mẩn con phim này, đó là nữ phụ quá xinh, thậm chí lại còn vô cùng biết điều và đáng thương, khác hẳn so với những phim khác khi nữ phụ thường được biết tới là xấu tính và là vật cản trước mắt của cặp đôi chính. Trong Our Beloved Summer, cô nàng nữ phụ NJ đã chinh phục trái tim lạnh giá của tôi bằng nụ cười tỏa nắng và tính tình ấm áp. Thậm chí đã không ít lần tôi còn mong nam chính yêu cả nữ chính nữ phụ đi cho nhanh, vì cả hai ai cũng xứng đáng được yêu cả. Bên cạnh điểm mạnh về nhân vật và diễn xuất thì bộ phim còn ghi điểm trong lòng người hâm mộ với sự tinh tế trong từng khung hình. Khi tôi nói nó tinh tế, tức là nó trau chuốt tới từng chi tiết nhỏ. Đôi khi nó là những chi tiết vô cùng nhỏ nhặt, ví dụ như sự sắp đặt của màu sắc trong phim. Nam chính thường mang đồ màu xanh dương, còn nữ chính thì thiên về màu vàng. Nhưng khi họ yêu nhau thì nam chính lại thích mặc đồ màu vàng, và ngược lại, nữ chính cũng chuyển qua diện đồ màu xanh. Hai màu vàng và xanh khi kết hợp với nhau sẽ ra màu xanh lá. Và khi hai người yêu nhau thì khung cảnh phim cũng bắt đầu xuất hiện nhiều màu xanh lá hơn. Đó là còn chưa kể tới việc trang phục của cả hai, tuy là được phối theo những cách khác nhau, nhưng về tổng thể thì vẫn cứ như là đang mặc đồ đôi vậy. Nói chung là phim đáp ứng rất tốt về mặt thị giác. Màu phim nhẹ nhàng, tươi vui và lúc nào cũng ấm áp. Bối cảnh cũng đa dạng, nhưng nói thế không có nghĩa là bộ phim này không có điểm trừ. Trước hết, mạch phim diễn ra hơi chậm vì phải song song kể chuyện giữa hai dòng thời gian. Nam nữ chính thì mãi mới quay về với nhau, khiến khá người xem mất kiên nhẫn và bỏ ngang từ sớm. Cuối cùng là phim hơi ít drama. Như đã nói, đây là một bộ phim theo dạng chữa lành. Phản diện là thứ không tồn tại trong cái phim này. Chính vì thế, nhiều người sẽ cảm thấy thiếu đi sự cuốn hút và hồi hộp vì không có chút khó khăn thực sự nào ngăn cản hai nhân vật chính cả. Bộ phim thứ 3 trong danh sách những phim Hàn đáng xem đầu năm 2022 đó chính là Dự báo tình yêu và thời tiết, với cặp đôi nam nữ chính vô cùng xinh đẹp là Song Kang và Park Min Young. Song Kang nổi lên dạo gần đây như một thế lực, anh còn được chính Netflix nhận làm con cưng vì toàn bộ những phim có sự góp mặt của anh đều đem lại quá trời lợi nhuận cho Netflix, nào là Love Alarm, Sweet Home hay gần đây nhất con Nevertheless, nổi đình nổi đám với những cảnh quay nóng bỏng con mắt. Khi anh đóng cặp với Han So-hee, vận may nối tiếp vận may, trong bộ phim lần này, anh còn có cơ hội được đóng chung với mỹ nữ xinh đẹp bậc nhất màn ảnh Hàn, aka Park Min Young. Về độ xinh và khả năng diễn xuất của chị này thì không cần phải bàn rồi. Nổi danh qua những bộ phim vô cùng chất lượng như City Hunter, Bí mật nàng Fangirl hay Thư ký Kim Sao Thế, Park Min Young như một bảo chứng cho chất lượng, đóng phim nào là chắc chắn phim đó hay. Tuy Dự báo tình yêu và thời tiết mới phát sóng chưa lâu, nhưng xem qua 3-4 tập đầu là tôi đã thấy cuốn như nem rồi. Phim lấy chủ đề khá lạ và độc đáo, đó là câu chuyện tình yêu giữa hai con trâu tại Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc. Khoan, hai con trâu á, đúng vậy. Trong phim, Song Kang trong vai Si-woo, một thằng good boy điển hình, hơi nhạt, hơi nớt một tí. Đặc biệt, anh có giác quan siêu nhạy cảm đối với thời tiết, ngửi không khí phát biết sắp mưa, ngửi phát nữa biết ngay mùi nghèo của mấy thằng đang xem clip này, vì anh này trong phim cũng nghèo vờ lờ. Bù lại, anh được cái giàu tình cảm, luôn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người yêu. Thế nhưng, sự chiều chuộng ấy chưa bao giờ là đủ. Người yêu Si-woo, do quá chán nản với cảnh bần hàn, giường chiếu lụp sụp, đã quyết định xòe háng trên con giường 2m8 cùng một anh trai thành đạt khác. Mà tình cờ thay, đó chính là chồng sắp cưới của Ha Ki-young, do Park Min Young thủ vai. Cú sốc đến quá đột ngột khiến Ha Ki-young vỡ mộng, thì ra ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Cuộc tình ngót nghét cả chục năm cuối cùng lại đổ vỡ vì có người thứ ba chen bím vào. Cuộc sống éo le, dòng đời chéo ngoe, đưa đẩy hai con người đang thất tình đến với nhau. Tình cờ thay cả hai lại cùng công tác tại Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc, như tìm được sự đồng cảm trong tâm trí của nhau. Tình cảm giữa hai chị em bắt đầu chớm nở nơi chốn công sở. Nghe giống kịch bản phim hành động của Nhật thế nhỉ? Chẳng có lẽ sắp thịt nhau? Đúng vậy, thịt nhau ngay tập 2 luôn chứ đếch cần tới tập 3. Điểm mạnh của phim theo tôi chính là cách khai thác chủ đề vô cùng mới lạ. Dù bối cảnh và lời thoại phần lớn liên quan tới Tổng cục Khí tượng, đôi khi có những thuật ngữ còn khó hiểu hơn cả môn toán cao cấp. Thế nhưng bằng một cách nào đấy, người xem sẽ bị thu hút bởi những thứ mà họ đéo hiểu. Điểm cộng thứ hai là màu phim đẹp. Đôi nam nữ chính thì tương tác bùng nổ, hôn nhau tõe mỏ, âu yếm nhiệt tình, không hề sượng chân. Cơ mà cũng chính vì thế mà phim sẽ cực nhạt đối với những ai quen với những drama căng thẳng, những âm mưu bí hiểm hay những màn cung đấu nảy lửa. Tôi chấm phim này 100 điểm cho sự xinh đẹp của Park Min Young,
bộ phim thứ tư trong danh sách có cái tên cũng rất phá cách, đó là 25-21, cũng mới ra mắt vào đầu năm nay trên Netflix. Bộ phim đánh dấu sự quay trở lại của nam thần bơi lội Nam Joo Hyuk và nàng thơ cảnh nóng Kim Tae-ri sau nhiều tháng vắng bóng trên màn ảnh. Bộ phim đã nhận về cơn mưa lời khen với rating cực khủng, vượt qua cả dự báo thời tiết và tình yêu tôi vừa kể ở trên. 25-21 kể về một nhóm 5 người bạn trẻ đang sống trong thời đại của cuộc khủng hoảng tài chính IMF. Trong thời đại ấy, mọi ước mơ đều bị tước đoạt. Những người trẻ phải loay hoay để tìm kiếm một chỗ đứng, người thì vật lộn chống trả, người lại buông xuôi bỏ cuộc. Nam nữ chính trong phim chính là những ví dụ điển hình cho hai trường phái ấy. Nam Joo Hyuk trong vai Lee Jin, một anh chàng 22 tuổi, gia đình phá sản vì đại khủng hoảng tài chính, khiến anh mất hết niềm tin và chấp nhận khuất phục trước thời thế. Gánh nặng cuộc sống đã làm lu mờ đi những giá trị tốt đẹp trong con người anh. Trái ngược với hiện thực ấy, lại là một cô gái theo trường phái được viết tắt là NGU, tức là Never Give Up. Thời thế khủng hoảng đã khiến câu lạc bộ đấu kiếm ở trường cô phải giải tán, cướp đi giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay của cô nàng. Tuy nhiên, thay vì buông xuôi đầu hàng số phận, cô vẫn tìm đủ mọi cách để theo đuổi ước mơ, không chịu đầu hàng số phận và không để cho thời thế điều khiển cuộc sống của mình. Hai người có thái độ sống trái ngược nhau, tưởng chừng như sẽ chẳng thể hòa hợp được. Thế nhưng, cả hai cứ như hai cục nam châm trái dấu, hút nhau một cách lạ kỳ. Cùng nhau, cả hai đều cố gắng cổ vũ và tiếp sức cho người kia trong cùng cuộc chiến đấu chống lại thời thế. Điểm mạnh của phim đó chính là lời thoại. Khác với những phim tôi kể ở trên, riêng phim này tôi xem vì nội dung là chính. Ban đầu tôi không có mấy thiện cảm với nữ chính, vì nói thật là để mà so với dàn diễn viên nữ hiện tại thì vẻ đẹp của Kim Tae-ri có phần hơi lép vế hơn. Thế nhưng chỉ với vài tập đầu tiên, người xem đã nhanh chóng bị cuốn vào những lời thoại gần gũi nhưng cũng ẩn chứa trong đó nhiều hàm ý sâu xa, khiến ta phải suy ngẫm mỗi khi xem xong. Bộ phim này sẽ khá phù hợp với những bạn trẻ đang vật lộn và loay hoay với cuộc sống hiện đại đầy khó khăn giống như tôi chẳng hạn. Anyway, phim này cũng có điểm trừ, mà theo tôi thì đa phần đến từ diễn xuất của nam chính chưa tới lắm, đôi lúc còn khá đơ và non trong việc bộc lộ cảm xúc. Bộ phim cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay đó chính là Tuổi 39. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của mỹ nữ không tuổi Son Ye-jin. Nếu ai đã quên hoặc chưa biết thì Son Ye-jin là nữ chính của những siêu phẩm như Hạ Cánh Nơi Anh, The Classic hay Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi. Với rating 4.4% cho tập đầu tiên, 39 trở thành bộ phim có rating mở màn cao nhất của đài JTBC Hàn Quốc. Vậy lý do tại sao tôi lại gợi ý cho các bạn xem bộ phim này? Tất nhiên rồi, tôi là típ người đơn giản, phim nào có gái xinh là tôi thích. Bên cạnh đó, Tuổi 39 cũng là một bộ phim có chủ đề khá thú vị. Trái ngược với 4 bộ phim ở trên, Tuổi 39 là tựa phim duy nhất khai thác về thế giới hậu thanh xuân. Bộ phim xoay quanh 3 chị gái ở độ tuổi 39, đầy lo lắng và bất an khi sắp bước sang ngưỡng tuổi 40. Người thì là bác sĩ da liễu thành đạt, người là giáo viên dạy diễn xuất, người thì quản lý cấp cao của một nhãn hàng mỹ phẩm. Ba người chính là hình mẫu mà rất nhiều cô gái ao ước có được: độc lập, xinh đẹp và giàu có. Hơn hết là họ yêu thương và thân thiết như một gia đình. Nội dung phim rất bình thường, giản dị và cũng đầy tính thực tế. Nhịp phim khá chậm, phù hợp với những ai đang muốn sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống. Điểm trừ duy nhất có lẽ là phim sẽ hơi khó tiếp cận đối với những khán giả trẻ, vì người xem cũng phải có một mức độ trải đời nhất định mới có thể cảm nhận được những ý nghĩa của bộ phim. Và trên đây là 5 bộ phim Hàn Quốc mà theo tôi là đáng xem nhất đầu năm 2022. Đa phần những phim tôi chọn khá là nhẹ nhàng và chậm rãi, cực kỳ phù hợp trong thời buổi Covid loạn lạc và hối hả như hiện nay. Nếu bạn có những suy nghĩ và lựa chọn khác thì hãy comment ở bên dưới. Còn bây giờ, tôi là Quản Quại. Xin chào và hẹn gặp lại trong những top list lần sau.